Hello, kênh Tiếng Phát Vĩnh Long xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn, mình sẽ mời các bạn theo chân mình đi tham quan một vòng khu chợ của Vĩnh Long và những bến phà nghe cả nhà ơi. Tất cả các bến phà của Vĩnh Long hiện tại ở khu vực thành phố Vĩnh Long nha. Qua đó mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian quý báu ra xem video để ủng hộ mình nha, để cho kênh mình càng thêm phát triển. Xin chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ và thành công luôn nha cả nhà ơi. Giờ mình đang chạy cặp con đường cặp mé sông của chợ Vĩnh Long cả nhà. Con đường này chạy thẳng tới là sẽ ra ngay công viên sông Tiền luôn nha, cặp bến phà An Bình luôn đó nghe cả nhà ơi. Qua đây là bến phà Thanh Bình nha. Bến phà này đưa những người dân ở bên Cù Lao Thanh Bình qua bên chợ Vĩnh Long để mua bán nha cả nhà. Bến phà này tấp nập ngày đêm, đưa người qua lại suốt cả ngày, nhộn nhịp lắm nha cả nhà ơi. Chút nữa mình sẽ đi theo bến phà qua bên kia sông để chia sẻ cho các bạn cái cảnh đẹp bên Cù Lao An Bình nha cả nhà ơi. Nếu ai ở khu vực Vĩnh Long thì rất là gành và rất là biết bên Cù Lao An Bình là nổi tiếng về trồng trái cây nha cả nhà ơi, trái cây miệt vườn và có khu du lịch sinh thái Vinh Sang nha cả nhà, rất nổi tiếng xưa nay nha. Bên đó là một vùng trái cây của tỉnh Vĩnh Long nha cả nhà ơi, đủ các loại xoài, mít, chôm chôm, nhãn gì vân vân và vân vân luôn nha cả nhà. Hướng xa xa bên kia để mình zoom lại cho cả nhà coi là cái cầu Mỹ Thuận hướng trên đó nha, cái cầu Mỹ Thuận 1 và 2 đang xây trên đó nha cả nhà ơi.
bạn ơi, các bạn thấy không, cái tấm bảng là chùa Tiên Châu nghe cả nhà, cái này là khu di tích quốc gia nghe, di tích lịch sử cấp quốc gia nghe cả nhà. Ngôi chùa này cũng lớn và trang nghiêm lắm nghe cả nhà ơi. Mình cũng quên giới thiệu cho các bạn luôn nữa, cái khu du lịch Vinh Sang của Vĩnh Long mình cũng có từng đi một đôi lần gì đó. Qua đó rồi đi khu du lịch sinh thái, bắt cá, mò, ao rồi có một tiết mục rất vui đó là cởi đà điểu nghe cả nhà. Cái trò chơi cởi đà điểu đó, mình leo lên lưng con đà điểu cởi để cho nó chở mình đi nghe vui, giống như là hồi đó trong một cái game show của đại thành phố hồi xưa, mình nhớ là Huro đó các bạn. Anh chàng lùng Huro cởi đà điểu đi đó, đằng kia có khói bốc lên cao, cởi đà điểu đi nhé. Cả nhà ơi, giờ mình đi hướng từ công viên Sông Tiền cặp hội quảng trường thành phố Vĩnh Long, đi vào chợ lớn thành phố Vĩnh Long nha cả nhà ơi. Mình sẽ review cái tuyến đường đẹp này cho cả nhà xem nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cùng mình nha cả nhà ơi. Phía trước mặt và bên tay phải mình là siêu thị Co-op Mart Vĩnh Long nha cả nhà.
Giờ mình sẽ ghé trái đi xuống chợ nghe, chợ lớn của Vĩnh Long rồi cả nhà ơi. Rồi là mình sẽ đi dọc cái tuyến đường dọc nhà lồng chợ luôn nghe cả nhà. Hướng trước mặt qua bên tay phải mình là cái bến xe Vĩnh Long cũ nha, giờ là bến xe buýt Vĩnh Long nha cả nhà. Còn đi thẳng là vô chợ nha, vô nhà lồng chợ nha cả nhà ơi, khu buôn bán tấp nập của chợ Vĩnh Long nha. Cả nhà ơi, trước mặt mình là viện bảo tàng của thành phố Vĩnh Long hồi xưa nha cả nhà. Bảo tàng Vĩnh Long. Này đang đi ngang khu bảo tàng Vĩnh Long nha cả nhà ơi. Còn gì nữa không? Trường Lý Thường Kiệt nha, chưa ai ai sống đây thôi biết cái trường Lý Thường Kiệt chứ cả nhà. Điện đồ ống nước còn nhiều lắm nha cả nhà ơi. Đi một vòng chợ nhà lồng Vĩnh Long nha cả nhà. Tiệm vàng giỏ này giỏ tiệm vàng. Cả nhà ơi, đây là đoạn đường từ chợ Vĩnh Long hướng lên Trần Đại Nghĩa đi về bệnh viện Vĩnh Long nha cả nhà.
đường này cũng đường mới mở ra, nó rộng lắm ha cả nhà. Mình đang đứng ngay góc đường bệnh viện Vĩnh Long rồi đi đường Trần Phú xuống bến phà Đình Cao cả nhà. Phía trước mặt mình là bệnh viện Vĩnh Long nha. Rồi hướng cái tấm bảng này là đi quốc lộ 53 với rẽ trái là về Bến Tre nha, xuống qua Đình Cao đi Bến Tre nha. Giờ mình đi chạy dọc theo con đường Trần Phú xuống phà Đình Cao cả nhà. Đây là dưới dốc cầu Chợ Cua nha cả nhà. Phía bên kia đường là đường vô cầu chợ cua nha, vô cái chợ cua. Bây giờ mình lên dốc cầu này mình chạy thẳng xuống phà Đình Cao nha cả nhà. Thấy chưa? Rồi nhắm đứng lại. Nhắm đứng lại. Quay quan tâm. Nhánh sông này chạy về Long Hồ nha cả nhà. Trên dốc cầu chợ cua cái nhánh sông này chạy về tới Long Hồ á nha. Rồi.
nhà ở hoàn hảo cả nhà ơi, khu chung cư hoàn hảo nha, nhà ở khu đô thị của Vĩnh Long. Dòng xe trước của chợ Thanh Đức bị kẹt đường luôn nghe cả nhà. Phía bên trái mình là cái hướng đi lên chợ Thanh Đức, đi lên phường 3 Vĩnh Long, lên chợ Vĩnh Long nha. Còn trước mặt mình là xuống phà Đình Khao rồi cả nhà ơi, nhưng mà bữa nay kẹt xe quá rồi, đông dữ. Kẹt xe nhiều nghe cả nhà ơi. Dòng sông này là dòng sông Tiền nha cả nhà ơi, nó là hạ lưu của dòng sông Mekong nha cả nhà. Nó quanh năm nước ngọt nha cả nhà ơi. Nước ngọt quanh năm, trữ lượng phù sa của đồng bằng sông Cửu Long nhờ vào con sông này nha cả nhà. Ở đây là những chuyến phà đi và phà đến từ Bến Tre qua Vĩnh Long nha cả nhà ơi. Bến phà Đình Khao này chủ yếu là đưa rước khách từ Vĩnh Long qua Bến Tre và từ Bến Tre qua Vĩnh Long đi tới các tỉnh miền Tây nha cả nhà ơi, với một số người nông dân ở bên An Bình, khu vực bên đây cũng đi chợ đường phà này được nữa nghe cả nhà ơi. Đường này tiện hơn tại vì Cù Lao An Bình nó chạy dọc theo từ Mỹ Thuận trở xuống, từ cái bè giáp ganh với cái bè xuống, nên cũng có một số người dân là đi con phà này nữa nghe cả nhà.
Dạ, hình ảnh tấp nập của những người lên phà để lên thành phố Vĩnh Long thì cũng xin kết thúc cái video của mình tại đây luôn nha. Xin cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi và xin chúc tất cả quý vị và các bạn ngày mới luôn tươi trẻ và tràn đầy năng lượng sống luôn nha. Xin hẹn lại video sau ạ. Xin cảm ơn, xin chúc tất cả thành công mỹ mãn nha.